Xin chào các khán giả của Em Việt Nam. Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao. Nhưng cái mùa dịch giá nguy hiểm thế này mà lại ra đường tập thể dục là dở rồi bạn ơi. Vấn đề ý thức đã quá rõ ràng rồi nên Ad sẽ không nhắc lại trong video này nữa. Ad chỉ thắc mắc là không biết trong nhà những người yêu thể dục thể thao thế này có bao nhiêu đôi giày nhỉ? Nhất là những người đam mê môn điền kinh và thích chơi cút bắt với lực lượng chức năng thì chắc phải thay giày thường xuyên lắm. Nói về chuyện giày dép, có thể bạn chưa biết, Việt Nam được coi là thủ phủ sản xuất của các thương hiệu giày trên thế giới. Tính chỉ riêng với Nike, cứ 10 đôi thì có tới 5 đôi made in Việt Nam đấy. Sức cạnh tranh vô cùng mạnh mẽ của Việt Nam để trở thành công xưởng dệt may da giày của thế giới đã khiến cho nhiều quốc gia khác phải e ngại. Cùng xem họ nói gì về ngành da giày Việt Nam nhé. Tờ Nikkei ASEAN Review đã đưa ra nhận định Việt Nam đang là một trong những trung tâm sản xuất hàng dệt may da giày lớn nhất của thế giới. Khi các ông lớn ngành này trên khắp toàn cầu đã mở rộng hoạt động sản xuất của mình tại đây, Việt Nam hiện đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu dệt may nhờ được ưu tiên tiếp cận thêm nhiều thị trường trong số 11 nước ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và 29 nước thành viên Liên minh châu Âu trong FTA EU Việt Nam. Đây đều là những thị trường màu mỡ đối với các nhà xuất khẩu dệt may, da giày của châu Á đang cung cấp hàng cho các thương hiệu phương Tây hàng đầu. Nhiều đối thủ trong ngành hàng xuất khẩu dệt may khu vực như Campuchia và Myanmar đã cảnh báo nguy cơ bị lấn át bởi các hiệp định thương mại của Việt Nam. Ngay cả Trung Quốc và Ấn Độ, hai nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, cũng có thể bị ảnh hưởng. Tương tự với Indonesia và Pakistan, những nước có quy mô ngành lớn nhưng vẫn đang lao đao trên con đường phát triển của mình. Theo Nikkei ASEAN Review đưa tin, Tổng thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp may mặc Myanmar, bà Khinewe bày tỏ, các hiệp định thương mại của Việt Nam là một mối quan ngại không chỉ đối với Myanmar mà còn cả khu vực. Đối với Myanmar, ngành dệt may là một trụ cột chính trong kế hoạch đưa đất nước này vươn lên nền kinh tế sản xuất. Các nhà sản xuất xem châu Âu vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là nguồn đầu tư. EU cắt thuế áp vào hàng xuất khẩu của Myanmar sang châu Âu từ năm 2013, một phần của chương trình mở cửa thị trường cho các nước kém phát triển hơn. Hiện 20% kim ngạch xuất khẩu dệt may của Myanmar sang EU, tỷ lệ này có thể sẽ tăng giống Campuchia. Năm 2020, Campuchia xuất khẩu 42% kim ngạch hàng dệt may sang EU, tăng so với mức 28% trong năm trước, sau khi hưởng cùng chính sách ưu đãi của chương trình. Tuy nhiên, Việt Nam lại được hưởng thuế quan ưu đãi theo Hiệp định EVFTA đối với hàng hóa xuất khẩu giày dép của Việt Nam. EU cam kết giảm thuế xuống 0% đối với 42,1 kim ngạch xuất khẩu của ta ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Sau 3 năm và 7 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, thì tỷ lệ này sẽ lần lượt là 73,2% và 100%. Có thể nói, gần 100% kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang EU sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn. Cho đến nay, đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho ta trong các hiệp định FTA đã được ký kết. Các hiệp định thương mại này có lợi cho Việt Nam, tất nhiên là thế, nhưng lại không có lợi cho các quốc gia khác trong khu vực. Nước có khả năng chịu thiệt hại nhiều nhất phải kể đến Campuchia, nhất là khi kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cũng đã tăng lên gấp đôi kể từ khi TPP có hiệu lực, giới chuyên gia nhận xét. Campuchia có ngành dệt may là lĩnh vực xương sống của nền kinh tế. Ngành này tuyển dụng hơn 700.000 lao động, chiếm 5,3 tỷ USD, tức khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia Campuchia trong năm 2020. Ông Ken Lu, Tổng thư ký Hiệp hội các doanh nghiệp may mặc Campuchia, thừa nhận ngành dệt may nước này đã mất thị phần ở Mỹ vào tay Việt Nam. Nước có chi phí nhân công thấp hơn nhưng năng suất lao động cao hơn Campuchia. Ông Lôi ngậm ngùi chia sẻ, nếu chúng tôi không thể cạnh tranh ngay cả trong điều kiện công bằng, thì khi các hiệp định này đến, làm sao chúng tôi cạnh tranh nổi? Nói ngắn gọn, chúng tôi thực sự không có khả năng. Trong khi các quốc gia Đông Nam Á vẫn đang lo ngay ngáy khi bị Việt Nam lấn át, thì tầm ảnh hưởng của ngành dệt may da giày Việt Nam đã vượt ra khỏi khu vực này. Ông Farouk Hassan, Phó Chủ tịch cấp cao của Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc và xuất khẩu Bangladesh cho biết, Việt Nam và các hiệp định thương mại chắc chắn là một mối lo ngại đối với các nước xuất khẩu may mặc, đặc biệt là Bangladesh. Ông lưu ý rằng Bangladesh sẽ tiếp tục phải đóng thuế suất trung bình 16% đối với hàng dệt may xuất sang Mỹ, trong khi Việt Nam sẽ được miễn hoàn toàn. Tương tự, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Pakistan cho rằng Việt Nam là một thị trường dệt may đang lên và đã trở thành một đối thủ đáng gờm đối với ngành dệt may của nước này. Hiệp hội chỉ ra rằng, sau khi tham gia FTA với EU, Việt Nam đã xuất khẩu 23 tỷ USD hàng may mặc sang đây so với mức chỉ 5 tỷ USD của Pakistan. Ngoài lợi thế về nhân công giá rẻ, các loại thuế quan dự kiến sẽ cắt giảm nhiều hơn nữa theo các điều khoản đã được ký kết trong TPP và EVFTA, cũng là thỏi nam châm hút các doanh nghiệp dệt may đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn chưa có hồi kết, nhiều ông lớn giày dép cũng có xu hướng chuyển dịch nhà máy sản xuất về Việt Nam. Vua giày chạy bộ Brooks Sport của Warren Buffett là một ví dụ. Trong năm qua,
Hãng này đã chuyển dịch hoạt động sản xuất tại Trung Quốc sang Việt Nam để tránh mức thuế lên tới 45% cho một đôi giày xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Đối với nhiều nhà sản xuất cho các nhãn hiệu lớn như Nike và Adidas, Việt Nam vốn là xưởng gia công lớn nhất của họ. Trung bình mỗi năm, Việt Nam sản xuất hơn 1 tỷ đôi giày đi khắp thế giới. Không chỉ có riêng Nike mà cả các thương hiệu hàng đầu như Adidas, New Balance, Decathlon. Theo ước tính, kinh mạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước, lên mức 55 tỷ USD. Những chuyến hàng Việt xuất sang EU trong 6 tháng đầu năm 2021 này cũng đang tiếp đà tăng, đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này cán mốc 16,1 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. Cho nên, người ta vẫn nói rằng Việt Nam là thủ phủ sản xuất của các thương hiệu giày trên thế giới, ví dụ như với Nike. Trong năm tài khoá 2020, Nike công bố trung bình 100 đôi giày Nike sản xuất trên thế giới có tới 50 đôi gắn mác Made in Vietnam. Nếu bạn có đôi Nike nào trong nhà thì thử soi mác xem có phải Made in Vietnam không nhé. Khi các nhà cung cấp ở Việt Nam dừng hoạt động, hãng sẽ hao hụt phần nửa lượng sản phẩm cần thiết cho nhu cầu của cả thế giới. Theo phân tích từ Panjiva, bộ phận phân tích kinh doanh thuộc S&P Global Market Intelligence, sản phẩm giày sản xuất tại Việt Nam chiếm hơn 49% trong tổng số sản phẩm của Nike trong quý 2 năm 2021. Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn do đại dịch Covid-19 đang gây tổn hại đến chuỗi cung ứng của Nike trong bối cảnh mùa cao điểm học sinh, sinh viên trở lại trường đang đến gần. Nhiều trở ngại khác, trong đó có bao gồm thiếu container vận chuyển, thiếu kho bãi ở các cảng. Các nhà máy tạm dừng hoạt động khi dây chuyền sản xuất đang chuẩn bị cho mùa mua sắm nghỉ lễ ở Mỹ và châu Âu. Điều đó đồng nghĩa với việc giày dép và quần áo sẽ không kịp có trên kệ bán hàng ở nước ngoài trước lễ Tạ ơn. Thương mại hàng hóa từng là đệm giảm sóc hiếm hoi của nền kinh tế toàn cầu trong thời kỳ dịch bệnh, nhất là đối với các quốc gia châu Á phụ thuộc vào xuất khẩu. Sự xuất hiện của biến thể virus Delta đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Chính quyền các nền kinh tế khu vực buộc phải đưa ra những quyết định không dễ dàng nhằm cân bằng giữa việc tiêm chủng và hạn chế di chuyển. Trong khi vẫn giữ nền kinh tế phát triển, chính phủ đã thực hiện những bước quyết liệt để duy trì hoạt động của các nhà máy. Một số công ty điện tử và công nghệ cho người lao động ngủ qua đêm và sinh hoạt ngay tại nhà máy khép kín để tránh nguồn lây nhiễm từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp may mặc vẫn còn một số hạn chế nhất định khiến chúng ta chưa thể áp dụng phổ biến biện pháp này mà phải buộc tạm dừng hoạt động. Sự bùng phát của dịch bệnh lần thứ tư rõ ràng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chúng ta, làm tê liệt một bộ phận nhà máy sản xuất các sản phẩm dệt may da dày. Đà tăng xuất khẩu tháng này có lẽ sẽ chững lại. Khi Việt Nam, xưởng gia công lớn nhất thế giới cho các hãng giày nổi tiếng như Nike, Adidas đang gặp khó khăn. Bảo sao Nike và Adidas không lo sốt vó cho được. Báo cáo mới nhất của S&P Global Market Intelligence cho biết, Nike hiện đang đương đầu với rủi ro không còn sản phẩm giày thể thao Made in Việt Nam khi mà đại dịch Covid-19 trở nên căng thẳng trên khắp toàn cầu. Lời cảnh báo này được S&P đưa ra sau khi hai nhà cung cấp của Nike tại Việt Nam, bao gồm Changxin Việt Nam và Pouch & Corp, gần đây đã phải ngừng sản xuất vì đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong khu vực. Sản lượng của hai công ty này chiếm khoảng 80% xuất khẩu giày dép của Việt Nam và sử dụng ít nhất 500.000 công nhân, tương đương khoảng một nửa lực lượng lao động của ngành giày dép Việt Nam. Việc các xưởng sản xuất ở Việt Nam tạm ngừng hoạt động quả thực đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế Việt Nam và tác động lớn đến các hãng giày nổi tiếng thế giới. Tầm ảnh hưởng của ngành sản xuất da giày Việt Nam có khiến các bạn phải trầm trồ và ngạc nhiên không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở bên dưới video này nhé! Còn S thì đi từ bất ngờ rồi tới cảm giác vừa tự hào, vừa kỳ vọng vào sự phất lên của chúng ta đấy. Mong rằng dịch bệnh sẽ mau chóng bị đẩy lùi để các khu công nghiệp trở lại hoạt động sản xuất bình thường, ổn định. Có như vậy thì Việt Nam mới giữ vững vị thế của mình trong ngành này được. Vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển hùng cường hơn bây giờ, các bạn hãy cùng chung tay với chính phủ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp 5K để đẩy lùi dịch bệnh nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh và có những giây phút giải trí vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại trên kênh S Việt Nam.